Dự báo chiều và đêm nay, Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa rào và dông nhiều nơi, đề phòng mưa to cục bộ gây lũ quét và sạt lở đất. Vùng mưa tập trung ở các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có điểm mưa to trên 80mm. Các khu vực này đã có mưa liên tiếp 3 ngày qua, với dự báo là trời sẽ tiếp tục mưa xuống. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Bên cạnh đó, thì trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vòi rồng đột ngột xuất hiện trước cơn mưa dông, kéo theo cột nước hàng chục mét quét qua mặt biển, làm lật tàu cá của ngư dân tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể là vào chiều qua, trước khi trời chuyển mưa, trên khu vực biển Hà Già ở thôn Hà Già, xã Vạn Hưng, bất ngờ xuất hiện vòi rồng. Thời điểm này thì khu biển Hà Già thủy triều đã rút, ngay khi vòi rồng quét qua với tốc độ nhanh, làm chao đảo và lật một thuyền đánh cá của ngư dân. Do tàu bị lật sang một bên khi triều thấp nên nước không vào khoang nhiều, chủ tàu và ngư dân sau đó đã cùng nhau kéo ngược lên lại. Một số ghe thuyền thúng bị vòi rồng quét qua cũng bị va đập vào nhau, không có thiệt hại về người. Giải thích về hiện tượng vòi rồng, theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là một hiện tượng khí tượng tự nhiên hình thành trong khi trong bầu khí quyển có những xáo trộn không khí mạnh, thường xuất hiện các cơn dông mạnh hoặc là trước khi bão xuất hiện. Đã xác định nguyên nhân ban đầu làm hơn 90 tấn tôm hùm và cá biển của 160 hộ nuôi ở xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên chết trong những ngày qua. Theo kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng 4, từ hai mẫu tôm hùm được lấy từ các hộ nuôi có tôm bị chết ở Xuân Thịnh, thì cả hai mẫu này không có tác nhân gây bệnh sữa trên tôm hùm. Trước tình hình tôm hùm cá biển chết hàng loạt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên đã kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ xác định nguyên nhân tôm hùm cá biển nuôi chết đột ngột với số lượng lớn. Và dựa vào các triệu chứng tôm cá chết và môi trường nước tại đầm Cù Mông, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mật độ lồng nuôi quá dày, môi trường nuôi xấu kết hợp với diễn biến thời tiết nắng nóng oi bức, xuất hiện mưa dông, dẫn đến nước phân tầng và thiếu oxy nên cá tôm chết. Ngoài ra có khả năng hàm lượng một số loại khí độc từ đáy đầm đã tăng đột ngột vượt ngưỡng cũng gây hiện tượng tôm hùm và cá bị chết. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương nuôi trồng thủy sản như là thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa và huyện Tuy An thực hiện các giải pháp cấp bách hạn chế thiệt hại. Khuyến cáo bà con là chuyển tôm hùm đến những nơi an toàn hoặc là xuất bán khi đủ kích cỡ thương phẩm. Hiện tôm hùm của các hộ nuôi ở xã Xuân Thịnh vẫn đang tiếp tục chết, tuy nhiên số lượng đã giảm nhiều so với những ngày trước. Nhiều hộ đã chuyển tôm sang các vùng nuôi khác để giảm rủi ro. Vào sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy dẫn đầu đã đến kiểm tra thực địa và có những chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở tại hầm đường sắt Chí Thạnh. Hiện nay thì công tác khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Công nhân đang tích cực phun bơm bê tông gia cố các điểm sạt lở nên không phát sinh thêm khối lượng đất đá sạt lở. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết hầm đường sắt Chí Thạnh và những hầm khác ở khu vực miền Trung được xây dựng từ hơn 100 năm nay nên đã xuống cấp. Năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội sử dụng nguồn vốn 7.000 tỷ đồng để thi công sửa chữa cải tạo tuyến đường sắt Bắc Nam, trong đó có các đoạn hầm. Thời gian qua đã có 11 hầm đường sắt được sửa chữa cải tạo, 9 hầm thực hiện xong, hiện chỉ còn hầm Chí Thạnh ở Phú Yên và hầm Bãi Gió ở Khánh Hòa còn đang trong quá trình sửa chữa cải tạo, và cả hai hầm đường sắt này đều bị sự cố sạt lở trong quá trình thi công. Thứ trưởng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tiến hành sửa chữa khắc phục sự cố sạt lở và đảm bảo an toàn. Hiện là mục tiêu hầm đường sắt Chí Thạnh sẽ được thông trong 2-3 ngày tới. Trong khi đó, trên quốc lộ 20, các vị trí sạt lở và có nguy cơ sạt lở đang xuất hiện ngày một nhiều dọc đèo Bảo Lộc. Với vai trò là tuyến giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ, nếu các điểm sạt lở không được xử lý kịp thời thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, nhất là khi mùa mưa sắp bắt đầu. Đây là vị trí sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc xảy ra trong mùa mưa năm 2023. Đất đá từ trên đồi bất ngờ đổ ập xuống khiến 4 người tử vong. Giao thông bị ách tắc nhiều ngày. Sau gần 1 năm, nơi này vẫn chưa được gia cố. Nguy cơ đất đá tràn ra đường mỗi khi mưa lớn là rất cao. Với hiện trạng đất đá như thế này, nếu mưa lớn dài ngày thì khả năng xảy ra sạt lở sẽ tiếp tục xảy ra. Cơ quan chức năng
đã phải cắm biển để cảnh báo người tham gia giao thông. Theo khảo sát của ngành giao thông tỉnh Lâm Đồng, đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20 hiện có 12 vị trí có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa 2024. Tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam sớm triển khai xử lý các điểm sạt lở nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc. Do nhà nước hỗ trợ mà sửa chữa lại cho anh em tài xế đi khỏe hơn. Cái mùa mưa thì năm nào nó cũng lỡ. Chỉ mong cơ quan chức năng khắc phục càng sớm càng tốt, tại vì chuẩn bị cơn mưa vào mùa mưa lớn nữa. Năm ra là làm sao mà cho nó an toàn để cho tất cả các anh em tài xế đi cho nó đỡ sợ. Khu quản lý đường bộ 4 cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam vừa bổ sung danh mục công trình cho phép chuẩn bị đầu tư năm 2024, trong đó có 12 vị trí sạt lở trên đèo Bảo Lộc, quốc lộ 20. Kinh phí dự kiến 29 tỷ đồng và thời gian thực hiện là trong năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, phải đến tháng 8 hoặc tháng 9 tới mới có thể lựa chọn được nhà thầu, sau đó mới bắt đầu triển khai thi công. Thưa quý vị, như Chuyển động 24 giờ buổi chiều ngày hôm qua thì chúng tôi đã đưa tin hơn 40 căn nhà tại địa bàn xóm Bãi, xã Phong Vân, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã xuất hiện các vết lún nứt gây nguy hiểm cho các hộ dân. Đến nay thì các cơ quan chức năng đã chỉ ra được nguyên nhân gây ra hiện tượng này là gì, thưa chị Thụy Vân? Vâng, đến nay thì đã có những nguyên nhân được chỉ ra rồi. Như quý vị đã thấy thì xóm Bãi, xã Phong Vân, huyện Ba Vì thì nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của sông Đà và sông Hồng. Bên này là địa phận của Hà Nội, bên kia thuộc đất Phú Thọ. Những ngày qua thì hiện tượng sụt lún gây nứt nhà dân vẫn đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Và trước tình trạng này, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định một số nguyên nhân ban đầu và có những biện pháp để bảo vệ an toàn cho các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Trước là nó rịa rịa bé bé thôi, thế nhưng mà bây giờ là đấy, vừa rồi đây là cứ thế nó rác mới ra rồi. Đây là vết mới đây, gạch còn mới đây, nó mới nứt rác ra. Nói chung là nhà nào cũng có bị nứt, thế nhưng chỉ có là nhà nặng, nhà nhẹ. Theo người dân ở đây, vết nứt bất thường xuất hiện từ cuối năm ngoái, nhưng có chiều hướng ngày càng gia tăng, chạy dọc theo bờ sông khoảng hơn 100m. Hiện tượng này khiến một số căn nhà, sân bãi, tường bao của các hộ dân trong vùng ảnh hưởng bị nứt theo. Vì xây từ lâu nên căn nhà này bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đây, chỗ này là nứt từ tháng 12, tháng 1 dương, âm tháng 12. Nứt nhà này là chung là trước mẹ tôi vẫn ở đây. Nhưng nứt quá thì chúng tôi mới chuyển mẹ đến chỗ khác. Hiện tại đầu tiên là nứt suốt theo giải nứt đây, từ đây xuống cuối xóm. Cứ giải nứt đất và nứt nhà này khắp từ đây xuống cuối xóm. Người dân ở khu vực đất bãi này chẳng bao giờ họ nghĩ lại lâm vào cảnh mất nhà mất cửa chóng vánh đến như vậy. Vì thực tế những gì đã xảy ra khi mà vết nứt trong căn nhà đã lan rộng như thế này thì không thể đảm bảo an toàn khi mà ở trong căn nhà này nữa. Nhà xây từ lâu nứt đã đành, có những căn nhà mới xây kiên cố được vài năm nay cũng đã xuất hiện vết nứt chạy dọc ở chân móng và ngoài sân. Nhà là nơi để ở, nhưng giờ bà Giòn chẳng thể yên tâm khi ở trong chính căn nhà của mình. Thế mày giờ nứt nẻ dạn hết thế này, chắc là trong nhà không xa nữa thì là nó vào nhà. 70 tuổi đầu mới làm được cái nhà, mấy giờ lại nứt nẻ này quá lờ. Mới vài làm được vài năm nay thôi, chứ chưa phải đã làm nhiều, cả cuộc đời mới làm được cái nhà. Đã ăn không ngon ngủ không yên, nghĩa là đêm nằm, ngày thì đi làm rất là vất vả, mà tối về nằm ngủ không yên được làm sao, mà nhỡ nó sạt lở xuống thì chúng tôi rất là khổ. Trước tình trạng bất thường kể trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra, trực tiếp khảo sát địa chất và mời các chuyên gia nghiên cứu đánh giá nguyên nhân. Theo báo cáo, địa chất khu vực này yếu, vị trí kè Phong Vân thuộc ngã ba hợp lưu sông Đà và sông Hồng nên dòng chảy phức tạp. Ngoài ra, sự suy giảm lượng cát dưới lòng dẫn sông Đà do hoạt động khai thác cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Chúng tôi cũng đã trực tiếp báo cáo với Hạt quản lý Ba Vì và cùng với Hạt quản lý Ba Vì phối hợp và đi kiểm tra rà soát đến từng hộ. Thì hiện nay đối với các cái hộ mà gia đình mà bị nứt nẻ ở khu vực tường nhà, mái nhà và hệ thống sân vườn thì có 42 hộ. Đấy là 42 hộ có bị ảnh hưởng trực tiếp liên quan cái dạn nứt liên quan cái công trình của gia đình nhà mình. Khu vực diễn ra hiện tượng sạt lở đã được thi công xây dựng hệ thống đê kè kiên cố. Tuy nhiên tình trạng xói lở đã khiến các công trình kè đê bên bờ sông bị mất chân, tạo thành vách đứng. Hiện ở khu vực này đang có khoảng 140 hộ dân sinh sống. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có các biện pháp đảm bảo an toàn, gia cố tuyến đê kè để bảo vệ tài sản và tính mạng của mình.
Liên quan tới tình trạng này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo giao các cơ quan chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ với phía Hà Nội để thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản, cát sỏi lòng sông tại vùng giáp ranh giữa hai địa phương, đồng thời thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, ngăn chặn xử lý dứt điểm các vi phạm về khai thác cát trái phép.